Sau Tết, việc nhà vườn chăm sóc từng gốc mai vàng tỉ mỉ là khâu kỹ thuật quan trọng, quyết định đến chất lượng, cũng như thời gian ra hoa đúng thời điểm cho năm tới. Ông Nguyễn Hoàng Tuấn, chủ nhiệm câu lạc bộ Mai Vàng thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, có hơn 20 năm gắn bó với nghề trồng kiển, tạo dáng bonsai và có gần 200 gốc mai lớn nhỏ cho biết. Sau Tết, nếu không xử lý sớm thì cây mai sẽ chuyển từ bông sang đậu trái, hút chất dinh dưỡng làm cây suy yếu, ảnh hưởng quá trình sinh trưởng của cây. Cây nào bông nhiều, mình cần nên lạch trước. Để làm gì để cho nó dồn cái sức khỏe lên, nó, nó, nó mau phục hồi cái cây để năm sau nó tiếp tục nó cho hoa nó đẹp nữa. Thứ hai nữa là mình tưới những cái loại loại thuốc để mà mình kích 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 rễ chứ để mình cung cấp cái chất đạm thêm cho cái cây phục hồi để năm sau bông nó sẽ tốt hơn còn thứ ba nữa là kết hợp với các bông các trái mình tỉa cành tùy theo cái cây mà mình tỉa ít hay hay là tỉa nhiều thí dụ như cây ghép á mình có thể mình tỉa khoảng 70 phần trăm cái cái cành nó còn cây mai nguyên thủy mình thì tùy theo hình dáng nó mà mình tỉa là một hai chục phần trăm cũng theo ông Tuấn Đối với những cây mai trồng dưới đất và những cây mai trồng trong chậu sẽ có cách chăm sóc khác nhau. À, đối với cây mai ở ngoài sân á, thì nó đã quen với cái nhiệt độ cái ánh nắng này. ha Thì à, mình à, cắt tỉa là nó bình thường. Còn những cây trong nhà khi đem vô nhà là mình chơi Tết nó tệ nhất của một tuần lễ. 30-29-30 mình tưới ướt một cái rồi mình đem vô nhà mình để cho 5-7 ngày trong nhà thì khi đem ra là lá non lá non nó nó rất là nhiều rất là đầy thì đem ra ngoài á, mình phải che chắn tại vì nó tự trong mát nó đem ra thì nó sẽ cháy lá đó mình phải che chắn còn không nữa mình để cho cái cây nó tỉnh tỉnh lại rồi bắt đầu là trong năm ba ngày sau nó quen với cái nhiệt đó rồi mình mình cắt thỉa tốt nhất thì kết, kết hợp thì mình che che nó trong vòng nửa tháng 20 ngày nếu mà mình có thay phân á, nếu mình kết hợp mình hai phân luôn thì mình che nó trong vòng 20 ngày tới 25 ngày. Còn nếu không ấy thì mình che nó trong 5 7 ngày đấy để, để, để cho nó nó quen với cái nhiệt bên ngoài. Thứ hai nữa là tốt nhất là mình để cái lá nó già lại rồi mình bấm tỉa là nó hay hơn. Hiện nay người chơi mai kiển bonsai thường trồng trong chậu để thuận tiện cho việc di chuyển, trưng bày trong những ngày Tết nhưng đòi hỏi phải cung cấp cho cây đủ dinh dưỡng và việc di chuyển cây từ trong nhà ra bên ngoài sau thời gian chơi Tết cũng cần phải thận trọng, nhất là khâu nhử nắng cho cây. Theo ông Tuấn, việc bấm cành cho cây cũng là yếu tố quan trọng bởi sẽ tạo ra thêm nhiều cành mới, thêm nhiều chồi và nụ cho đợt Tết năm sau. Người trồng mai nên thực hiện việc bón phân từ đầu đến giữa tháng 2 âm lịch khi lá đã ra đầy đủ và chỉ bón với một lượng vừa đủ. Không nên bón nhiều bởi rễ cây chưa mạnh, nếu bón quá nhiều phân có thể làm cây bị chết. Ngoài các công đoạn làm trên thì việc thay chậu cho cây chỉ nên thực hiện vào khoảng thời gian từ cuối tháng 3 và đầu tháng 4 âm lịch. Khi đó bộ rễ cây đã cứng cáp, cây mai sẽ cho hoa ra đúng dịp Tết năm sau.